Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị hoàn thiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện 7 đơn vị liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong dự thảo quy hoạch tỉnh để đảm bảo phương án phát triển một số ngành, lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, đây là lần điều chỉnh cuối cùng trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tham gia sâu với đơn vị tư vấn, hoàn thiện dự thảo quy hoạch, đảm bảo chất lượng cao nhất trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, một số trục giao thông động lực, dự án có quy mô lớn. Cũng trong sáng nay, hai chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên đã tổ chức ký thỏa thuận thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh. Mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên Hội Nông dân, Phụ nữ tỉnh Hưng Yên được vay vốn và sử dụng các dịch vụ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ tiêu dùng. Qua đó nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, giúp hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc sử dụng vốn vay của Agribank đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả nợ vay gốc, lãi, phí dịch vụ đầy đủ, đúng kỳ hạn đã cam kết với Agribank chi nhánh nơi cho vay, giúp Agribank tăng lượng khách hàng vay vốn, mở rộng thị phần đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, người phát ngôn và chánh văn phòng, trưởng phòng hành chính tổng hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, xã, thị trấn được truyền đạt các nội dung quy định về hoạt động báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chia sẻ các kỹ năng cơ bản trong quan hệ tiếp xúc với báo chí, xử lý các tình huống trong phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí, đặc biệt là giải pháp phòng ngừa, xử lý khủng hoảng truyền thông và khi báo chí đăng tải sai sự thật, thiếu khách quan về địa phương, cơ quan, đơn vị mình, qua đó tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, hữu ích, tin cậy và chính xác. Từ ngày 20 tháng 10, Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử công dân gồm thông tin cá nhân là số định danh, họ và tên, ngày tháng, năm sinh, giới tính và thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung, vân tay. Còn đối với tổ chức, danh tính điện tử gồm mã định danh điện tử của tổ chức, tên tổ chức gồm viết tắt và tên tiếng nước ngoài, ngày tháng năm thành lập, địa chỉ trụ sở chính, họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu tổ chức. Từ bây giờ, người dân tổ chức có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tương đương như thẻ căn cước công dân. Công an tỉnh Hưng Yên đã cấp mã số định danh điện tử cho trên 114.000 người. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức cưỡng chế đối với 5 hộ gia đình có đất, cây cối, hoa màu trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. 5 hộ này chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 5.000 m2, gây khó khăn cho việc đầu tư, làm chậm tiến độ hoàn thiện hạ tầng phát triển khu công nghiệp. Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình để bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, qua đó giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu công nghiệp Yên Mỹ, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tính đến cuối năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%, viên chức giảm 11,12% so với năm 2015, vượt mục tiêu các nghị quyết 19 của Đảng đề ra giảm 10%. Trên đây là nội dung báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 gửi Quốc hội. Báo cáo của Đoàn Giám sát cho hay, nhiều bộ ngành địa phương chưa sử dụng hết số biên chế công chức viên chức được giao nhưng vẫn đề nghị bổ sung, nhất là biên chế viên chức giáo dục. Qua kiểm toán đã phát hiện nhiều đơn vị tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong việc giao chỉ tiêu biên chế và tiếp nhận sử dụng biên chế sai quy định, vượt thẩm quyền. Tổng quỹ lương bố trí cho biên chế công chức, viên chức, lao động so với chỉ tiêu được giao đã làm tăng chi từ ngân sách 859 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026, họp kỳ thứ 7 đã thông qua nghị quyết chấp thuận cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Được biết, ông Chánh mới có 56 tuổi và mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương được hơn một năm. Ngoài ra,
sau khi cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Chánh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương vẫn chưa miễn nhiệm bầu thay thế đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Chánh cho biết ông chủ động làm đơn xin thôi nhiệm vụ tại Hội đồng Nhân dân tỉnh vì lý do sức khỏe. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết việc tăng năng suất nhà máy lên 109% bắt đầu từ ngày 19 tháng 10. Theo nhu cầu của thị trường và nguồn dầu thô ổn định, nhà máy có thể hoạt động ở mức trên 110% công suất, góp phần ổn định thị trường. Một lãnh đạo nhà máy lọc dầu Dung Quất, đơn vị cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cho biết. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sau thời gian phải giảm công suất hồi đầu năm, từ tháng 4 đã vận hành ổn định, đạt 100% công suất. Ngày 13 tháng 10, trong bối cảnh thị trường trong nước khan hiếm xăng dầu, Bộ Công Thương đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn và công ty cổ phần lọc dầu hóa Bình Sơn duy trì hoạt động sản xuất ổn định của nhà máy, tăng công suất tối đa để cung ứng trong nước. Được biết, trong 9 tháng đầu năm, BSR đã xuất bán hơn 5,8 triệu mét khối xăng dầu. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tiếp cận và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4, tức là mũi tăng cường thứ 2 cho tất cả các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân lại đang thờ ơ với việc tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng tháng 10 của tỉnh Quảng Ninh đang đạt rất thấp so với kế hoạch. Cụ thể, đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ nhắc lại mũi 3 chỉ đạt 15,9% so với kế hoạch, mũi 4 mới chỉ đạt 20,9%. Đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 3 chỉ đạt 17% kế hoạch. Theo các chuyên gia, nồng độ kháng thể trong máu sẽ giảm sau khi mắc hoặc sau khi được tiêm vaccine một thời gian đủ dài. Việc tiêm nhắc lại, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, không chỉ có nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ người được tiêm, mà còn củng cố miễn dịch cho cộng đồng, nhất là khi các ca mắc mới vẫn liên tục được ghi nhận trong suốt thời gian qua. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đang đối mặt với một vụ kiện tại Anh yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới khoảng 1 tỷ đô la Mỹ liên quan tới các cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường thương mại điện tử. Các luật sư đại diện cho biết, thân chủ của họ đang lên kế hoạch đâm đơn kiện thay mặt cho người tiêu dùng ở Anh đã mua hàng trên trang thương mại điện tử của Amazon kể từ tháng 10 năm 2016. Họ cho rằng Amazon đã lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường thương mại điện tử bằng cách ưu tiên các sản phẩm của chính tập đoàn này thông qua tính năng hộp mua sắm trên website của họ. Một viên kim cương lớn màu vàng trị giá khoảng 15 triệu đô la Mỹ mới đây đã được nhà đấu giá Sotheby's mang ra trưng bày tại thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Viên kim cương có tên là Golden Canary, nặng 303,1 carat, lần đầu tiên được trưng bày tại UAE trước khi có chuyến đi vòng quanh thế giới, đến vùng lãnh thổ Đài Loan, đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc và Thụy Sĩ. Sau đó viên đá quý sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 7 tháng 12 tới ở thành phố New York, Mỹ, trong đợt đấu giá hàng loạt trang sức do Sotheby's tổ chức. Qatar, quốc gia chủ nhà vòng chung kết World Cup 2022, đang tổ chức một cuộc triển lãm chủ đề bóng đá tại thủ đô Doha. Đến với sự kiện này, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu lịch sử của môn thể thao vua cùng giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Triển lãm bóng đá thế giới được tổ chức tại Bảo tàng Thể thao và Olympic 321 Qatar ở thủ đô Doha. Sự kiện trưng bày áo thi đấu của những cầu thủ huyền thoại. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày quả bóng được sử dụng trong kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930. Cạnh bên là phiên bản quả bóng sẽ được sử dụng tại World Cup năm nay ở Qatar, qua đó cho thấy quá khứ và tương lai luôn song hành. Theo ban tổ chức, sự kiện này không chỉ kể một câu chuyện hấp dẫn về lịch sử bóng đá thế giới và sự khởi đầu của World Cup, mà còn giới thiệu hành trình đưa Qatar trở thành quốc gia đăng cai giải đấu năm nay. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với giải vô địch cõng vợ Bắc Mỹ năm 2022. Sự kiện diễn ra vào giữa tháng 10 vừa qua tại bang Maine, nước Mỹ. Tại sự kiện, các cặp thí sinh thể hiện sức mạnh và tinh thần đồng đội khi cõng nhau vượt qua chặng đường dài 250m có hố bùn, đường cát hay những chướng ngại vật. Những người đàn ông khỏe mạnh có thể cõng vợ mình theo bất kỳ cách nào, miễn là đảm bảo rằng người phụ nữ của họ không bị rơi dọc đường. Giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là cặp đôi Justin và Caleb Rosler đến từ bang Wisconsin. Họ nhận được phần thưởng là lượng bia tương đương với trọng lượng của người vợ và một khoản tiền mặt. Cuộc thi cõng vợ được cho là một trong 7 sự kiện thi đấu về sức mạnh kỳ lạ nhất trên thế giới. Cuộc thi độc đáo này bắt đầu từ Phần Lan và dựa theo câu chuyện cánh đàn ông đến ngôi làng lân cận bắt những cô gái trẻ về làm vợ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.